Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp với số ca mắc gia tăng nhanh tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Các chuyên gia nhận định rằng ở lần thứ tư này, dịch bùng phát mạnh và phức tạp hơn so với 3 đợt trước đây. Nhiều lịch hiến máu đã phải hủy bỏ. Không ít người dân cũng lo lắng nên hạn chế tới những nơi đông người. Trong đó thì có các điểm hiến máu tình nguyện. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới công tác cung cấp máu cho các bệnh nhân trong việc điều trị. Điểm hiến máu cố định Viện Huyết học Truyền máu Trung ương vắng vẻ và trống trải hơn. Lác đác chỉ có vài người đến hiến máu và trong số này, không ít người tới tham gia để đổi máu cho người nhà đang điều trị trong bệnh viện. 56 tuổi nhưng bà Hà vẫn cùng 5 người trong gia đình tới để hiến máu. Bởi bố chồng bà đang điều trị bệnh thiếu máu trong bệnh viện nhưng sức khỏe cạn kiệt dần vì không có đủ máu để truyền. Mọi khi ông mà vào viện thì đều được bệnh viện truyền máu và không phải gia đình không phải đi hiến, nhưng tuy nhiên đợt này thì ở bệnh viện thông báo là đang khan hiếm máu nên là gia đình là phải huy động người đi hiến máu. Chưa kịp có máu để mà truyền cho người thân ấy thì cả nhà rất là lo. Do dịch Covid-19 bùng phát ở nhiều địa phương nên nhiều lịch hiến máu lưu động phải tạm hoãn. Dự kiến lúc đầu trong tháng 5 năm 2021, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương sẽ tiếp nhận khoảng 32.000 đơn vị máu, nhưng thực tế có thể chưa đạt tới 50%. Trung bình mỗi ngày, viện cần tiếp nhận 1.000 đơn vị máu để phân bổ cho các tỉnh thành, nhưng nay chỉ đạt khoảng 20-30%. Kho máu cũng chỉ còn khoảng 6-7.000 đơn vị, không thể cung cấp đủ cho các đơn vị có nhu cầu. Viện chúng tôi thì cung cấp máu cho 177 bệnh viện của 26 tỉnh thành. Thế cho nên là rất nhiều bệnh viện gần như chúng tôi chỉ cấp được khoảng 10-20% và phải ưu tiên cho các bệnh viện mà trường hợp cấp cứu cũng như là các cái nơi vùng dịch đang diễn ra mà không lấy được máu. Và ngày trước thì chúng tôi có thể các bệnh viện một tuần chúng tôi đến 1-2 lần đưa máu đến. Nhưng bây giờ vì máu ít quá cho nên là có những ngày một bệnh viện chúng tôi phải đi 3 lần cấp máu để cứ có là phải cấp cho họ. Viện Huyết học Truyền máu Trung ương hiện cũng có 700-800 bệnh nhân điều trị nội trú. Tình trạng khan hiếm máu cũng khiến họ gặp khó khăn. Nhiều bệnh nhân phải khắc khoải chờ đợi, khiến quá trình điều trị bị kéo dài, hiệu quả không cao, sức khỏe giảm sút. Bình thường thì là vào là tôi truyền máu, nhưng mà đợt này thì chưa có máu truyền. Rất là mệt, nên là người nó cứ đi nó không thật, nó cứ lâng lâng ấy. Rất là mong các anh, các chị, các cô, các chú, các bác có thời gian bớt chút. Gọi là làm từ thiện để hiến máu đến cho người bệnh. Hiện tại kho máu của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương thiếu tất cả các nhóm máu do lượng người tới hiến máu giảm nhiều. Để đảm bảo cho người tới tham gia, hiện các điểm tiếp nhận máu cố định đã được trang bị đầy đủ biện pháp phòng dịch. Chúng ta tổ chức các buổi hiến máu làm sao để có cái giãn cách nó tốt, cái quy trình đi lại làm sao nó phù hợp, nó rút ngắn được cái thời gian cho người bệnh và bổ sung các biện pháp khai báo y tế rồi các biện pháp khử khuẩn. Cũng như là đối với tất cả cán bộ nhân viên của chúng tôi đều hàng tuần phải được xét nghiệm COVID để đảm bảo. Thứ nhất là nhân viên chúng tôi phải an toàn thì mới đi lấy máu được. Thứ hai là được 100% cái cán bộ nhân viên y tế mà tham gia tiếp xúc bệnh nhân và người hiến máu đều phải tiêm phòng COVID. Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Người dân muốn hiến máu có thể mang theo giấy tờ tùy thân đến các địa điểm tiếp nhận cố định tại Hà Nội hoặc đến Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tất cả các ngày, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ.